Trời ơi, em là người đau đớn nhất nên nhỏ này thực tế. Nhỏ này thực tế, đúng không? tự dưng mình đã mất bồ, mất thêm tiền mừng cưới đâu. Hay. Thực tế lắm, đúng. Chính xác. Rồi là đó là về phần diễn xuất và cảm xúc của tình yêu vỗ cánh, còn phần âm nhạc thì sao ha? Âm nhạc thì sao? Âm nhạc tại vì em không có coi cái đó cho nên em không biết cái bài đó nghe nó như thế nào. Cũng là cái âm nhạc thì nó cũng là một cái hình thức là bolero, nhạc tình. Nhạc mình đừng có kể tả, mình hát và ta hiểu mà. Ý gài độ. Gài nữa. Gài độ. Hôm nay sao Miu, Miu Miu họ đổ tên gài chứ. Cái đó. Miu là Miu. Mà bây giờ còn nhớ ra chết liền. Nhớ ra chết liền. Hại đời em quá đó nha. Anh nhắc bả đi. Rồi từng đêm. Hả nói đi. Em nhớ được 4-5 chữ đó thôi à. Tâm hồn thoáng u buồn. Mấy năm xa người thương. Đó, được cái bài. Và nhiều khi tìm quên vui chôn bao kỷ niệm thầm ôm ấp trong tim. Đó, đó. Vậy là ít nhất chúng ta nắm chắc được một thông tin là ca khúc Tình Yêu Vỗ Cánh sẽ không có tại đêm 12. Tại vì đến tình hình đến bây giờ thì giọng ca nữ vô cô chính vẫn chưa thuộc lời. Thì có lẽ theo dự đoán của các team yêu là nhạc phẩm Tình Yêu Vỗ Cánh sẽ chưa thể có mặt. Sẽ đáng vỗ cánh. Đáng vỗ cánh khỏi trí nhớ của những người rồi. Cái kiểu mà bả vừa hát mà mắt bả vừa soi vô bạn. Xăm soi. Không phải, nhắc đi. Nhắc mau. Em đâu có nghiến đâu anh, quá chứ. Không, nhưng mà em có nhìn thấy chị nha. À, có. Kiểu như là gặp người yêu. Anh nói thì cái chuyện này nó chuyện dễ thường lắm em. Cứ hát xong ca mấy anh sau này cái gì nè. Bấm. Tay ra cũng cầm tay anh đó nhưng mà. Bấm. Anh đang cầm microphone tự nhiên bà bỏ phone xuống Tinder cái mà. Vậy đó em. Thì anh nói cắn gì cho Miu, rồi cho Miu hết cảm xúc với em rồi anh Đình ơi. Trời ơi. Không, fan chuyện nó biết thừa, cả nước biết rồi chị. Cả nước biết. Cái chuyện này là chuyện cả nước biết rồi á. Mà bài nào bà cũng vậy á, có những bài nào bà trôi mà êm mà. Đâu có. Cũng có vậy. Chứ, cũng có chứ. Có bài thuộc, có bài không thuộc gì thì thôi. Cũng có đó. Chứ, cũng có bài chứ. Cũng có bài cũng phải thuộc, cũng thuộc chứ. Nếu mà em nói quá thì cũng tội. Cũng tội. Không đến nỗi. Tại vì em định là kể cũng tội mà thôi cũng kể. Kể đó đi. Nhưng mà anh đang nghe thì cũng có chứ, những cái bài mà sắp tới mình hát Hai Mùa Noel xong ca. Em hứa với anh em. Ờ đúng rồi. Hai Mùa Noel. Yay. Đây chưa phải Joel. Sắp rồi. Mình ăn Noel sớm đi chứ con bé chứ con bé. Mùa Noel đó chúng ta quên bên giáo đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu. Đó thấy chưa? Nhìn chớp quỷ bên hang sâu. Nghe lời kinh thánh van cầu. Nhìn nhau không nói lên câu. Vì biết nói nhau gì đâu. Ôi trời ơi, ông quên chữ quỷ thôi chứ quỷ đó. Thấy chưa? Ông quên quỷ. Thì cũng phải dò lại với lâu quá rồi em. Ừ. Cũng phải thông cảm. Giá như là anh chị ở lại đến Noel nhờ. Hả? Ừ. Hát nhạc Giáng sinh nhỉ? Hứa hẹn mà, mình đã có rồi. Có một đêm rồi. À vậy hả? Chuẩn bị rồi. Hà Nội. Đi đi nào, đi hát đi. Đi nào, mình đi. Đi nào, 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 đi. Không, nhưng mà được cái là hát Noel phải ở cái nơi lành lạnh như vậy. Sẽ rất là. Ồ, vậy là hai anh chị sẽ có một cái show với nhau ở cũng chủ đề Hai Mùa Noel. Chủ đề Hai Mùa Noel ở ngay Hà Nội. Yeah. Wow. Khán giả Sài Gòn mà yêu thích thì mình sẽ sắp xếp đêm 24 chương trình. Mà phải có Miu. Có thể đêm 24 hoặc đêm 25 tại gì đó. Tại vì Sài Gòn cả một khung trời kỷ niệm. Khung trời kỷ niệm mà Miu là
em nghĩ là thứ nhất là mừng cho khán giả ở Hà Nội, là tại vì Người Tình Mùa Đông sẽ quay trở về vào đúng mùa đông. Còn Sài Gòn nhà mình thì thôi, mình có được cái live show này mình nhường phía Hà Nội cái mùa Noel này. Nhưng mà nếu nếu mà quý vị yêu thích và cũng muốn là có một cái trải nghiệm như thế, Miu nghĩ là mình thi nhau, mình tương tác điên rồ lên page của chị Như, hay là vào kênh Như Quỳnh Official ở trên YouTube, và mình tương tác điên cuồng lên và mình đòi quyền lợi của mình cho bằng được. Tại vì cái người mà đã thiếu nợ chúng ta qua quá nhiều năm rồi, bây giờ đang vào cái nư trả nợ, cho nên chúng ta đòi được cái gì thì chúng ta cứ khẩn trương mà đòi ạ. Cảm ơn Miu, trời ơi, sợ quá, tim đang đập hồi hộp muốn chết luôn. Nhưng mà Như hát rất với rất nhiều giọng nam, thì đối với Như cái cảm giác hát với anh Mạnh Đình á, nó khác như thế nào so với các anh khác? Anh Đình thì ảnh diễn không những về cái giọng hát mà ảnh chuyên chở giọng hát, đó là chuyện đương nhiên, là anh đã thể hiện cho từng chữ từng câu rất là tình. Và anh được thêm một cái trời phú nữa là anh diễn xuất rất tự nhiên. Diễn nhưng mà không diễn. Miu là người bên sân khấu, Miu biết đó, chị đã từng coi Miu diễn rất thích. Diễn mà, nhưng mà không diễn, cái đó khó lắm. Mà làm sao anh Đình có được cái đó? Tại vì anh không như là nhiều bạn trẻ bây giờ là hát là rất tình, là bấu víu, rất là bấu víu cào cấu. Nhưng mà anh này á, ảnh biết rót vào tai bằng tiếng hát và ảnh biết vuốt ve mân mê bằng ánh mắt đó. Exactly. Trời ơi, anh hay. Chắc Miu, anh phải công nhận là chắc Miu có cái sự nhận xét rất hay, là vì anh chỉ thấy là có những lúc anh đi diễn ở những cái nơi mà xa thì không, mình không phải nói là xa, nhưng mà là có những cái em mà mới sau này bắt đầu vừa lên hát, vừa bắt đầu ra hát sau này, thì anh mới nói là mấy em nó mới nói là nhạc vừa mới cất lên cái là em thấy cái đôi mắt của anh nó khác hẳn những cái lúc bình thường. Anh không biết ai nhập nói mấy em nó gọi là bằng chú, tại vì nó là cái lớp trẻ sau này. Cái nhạc vừa mới lên cái lúc ở dưới thì chú giỡn với tụi con, giỡn vui lắm mà ha. Con nói không biết chú mà cũng hát nhạc trữ tình mà sao chú hát được ta. Nhưng mà đến lúc mà nhạc vừa mới trỗi lên một cái là con thấy cái ánh mắt của chú nó khác hẳn cái ánh mắt của những cái người bình thường nói chuyện bình thường. Không, cái này thì không bình thường. Anh nhìn vô ánh mắt của Miu đi, Miu là người diễn. Anh ấy biết mân mê, anh ấy biết vuốt ve bằng mắt. Và ông ấy vẫn đứng đấy, ông vẫn cầm mic của ông, ông không có chạm vào cái bạn nữ nha. Rồi ví dụ như lúc nãy, ví dụ như cúi xuống như không nhìn mặt anh ấy, thay vì là một bạn nam khác sẽ đưa tay ra đỡ lấy cái mặt người yêu mình, bắt cái người này quay lại nhìn mình, không, anh ấy vẫn chỉ cứ nhìn theo như thế này thôi. Mà ui trời ơi là nó tình. Tại sao trời cho ông cái mắt giết người thế này? Ông Đình ơi, tôi chết tôi rồi. Đừng nhìn em nữa. Thôi mắt bây giờ, bây giờ mắt nó sụp rồi em. Mắt giờ nó sụp rồi. Không, em nghĩ là cái diễn xuất trong hát của ca sĩ nó quan trọng. Và nó sẽ đậm đà hơn. Ngay cả khi anh nói là bây giờ anh mắt anh bụp rồi đi chăng nữa, tại vì mọi người biết không, tại vì cái kiểu vuốt ve mân mê của ông ấy bằng mắt, bây giờ mọi thứ nó sẽ được enhance, nó sẽ được tô đậm bởi những cái vết nhăn của ông ấy. Khi mà ông bắt đầu lim dim á, ngày xưa ông trẻ ông lim dim mình không biết được, bây giờ ông ấy lớn rồi ông ấy lim dim mình biết ngay. Đấy, ông đang lên nhìn kìa, thấy chưa, sợ lắm, mỗi lần quay lại nhìn mắt ông thì sợ lắm. Còn đối với anh hát với Như, cái cảm giác khi hát với Như như thế nào? Đối với Như thì lúc nào, ngay từ thuở ban đầu, trung tâm ban nhạc Asia đã kết hợp hai anh em lại với nhau. Thì cái bài hát đầu tiên của anh với Như là cái bài Ra Riêng Cưới Em. Đó là một cái dấu ấn, không phải là cho khán giả mà cũng là cho riêng anh với lại Như, là vì một bài kỷ niệm. Tại vì người ta lại lúc đó, cái thời gian đó thì người ta lại nói là sao cũng hay quá,
Anh Đình và chị Như Quỳnh cùng, tuy là chị Như Quỳnh vô sau anh, nhưng mà có cái là anh Đình với chị Như Quỳnh là có một cái sự kết hợp mà rất là hay của đôi mắt của một cái người producer kết hợp. Thì theo anh thì anh thấy là cái dòng nhạc và cái chất giọng của anh rất hợp với lại Như Quỳnh. Anh rất hợp với Như Quỳnh. Nhưng mà còn cái chemistry khi đứng cùng hiểu, nhau. Ừ đấy, cái hiểu ấy. Cái hiểu biết nhau. Chẳng hạn như là nhiều khi lúc hát những hát live show thôi, đâu có cái sự tập dượt đâu. Mà chẳng hạn như là lúc đó là chỉ nháy nhau một cái điểm gì đó là tới phần anh, tới phần em đại khái vậy đó, thì chia nhau cái câu hát đó, thì là anh thấy là tụi anh là rất là ăn ý với nhau trong cái lúc mà thể hiện cái bài hát anh, đó. Ca sĩ có giống như là diễn viên không, là lúc đó mình phải nhập tâm, và phần nào mình có giống như là mình yêu thương cái người đó thật á. Dạ. Yeah. Là có cái khoảnh khắc nào mình có cảm giác như mình tin là người đó là người thương của mình luôn không? Thì đúng đó, đó là cái để mình có cái cảm xúc. Để mình khi mà mình hát mình mới có cái cảm xúc là tại vì em nghĩ là các anh chị phải lý trí hơn diễn viên tụi em, chứ là các anh chị nào là nốt nhạc này ca từ này, ca từ là đủ phong tâm rồi á. Rồi phải phối hợp ban nhạc, phải vẫn phải giữ tương tác giao lưu với khán giả thì không có cái sức tập trung như người diễn viên. Người diễn viên là chỉ biết đạo diễn của mình, và lúc đó là mình yêu người đó thật. Thì đối với ca sĩ thì em cũng có chứ, mình phải đặt làm đây là người yêu của mình thật. Chẳng hạn như cái mình bài sống hát với cái, trong đó, cái ca khúc đó, nhân vật đó. Rồi chẳng hạn như là cái người đó sắp sửa bỏ mình đi để mà, thì mình cũng phải diễn xuất gần như là mình đóng phim vậy đó. Nhưng nếu mình thay đổi người bạn diễn, tức là thay đổi người nữ, nếu đó không phải là Như mà là một chị khác, thì cái cách diễn và cái cách xử lý bài hát của anh có khác không? Nó cũng hơi bị cứng. Anh hát chẳng hạn như hát với anh Như, anh rất là ăn ý với Như nhiều bài. Từ trung tâm Asia cho đến sang đến Thúy Nga, thì cái bắt đầu trung tâm mà cứ kết hợp anh với Như thì anh rất là thích, là vì anh em hiểu nhau, biết nhau rất là lâu rồi, từ cái lúc mà sơ khai đã hai anh em đã là cùng nhau đi lên, tên tuổi thì cứ đi lên, thì lúc đó mình biết là mình đã ăn ý với lại Như Quỳnh trong cái những cái bài hát gì nhiều đó. Thì rất là nhiều bài mà anh với Như Quỳnh rất là nổi với nhau là trong mấy bài song ca của bên trung tâm Asia, trong những cái đĩa băng cũ đó. Nhưng mà khi mà ra ngoài thì họ lại muốn kết hợp của một người tên tuổi và một cái em đấy, chưa có tên mấy đại khái vậy đó. Thì anh cũng phải có cái, nó cũng phải có cái cứng chứ. Nó hơi khựng lại. Nó khựng lại, nó cũng đại khái nó cũng có một cái gì đó giống như là mình không, nó không được trọn vẹn. Chẳng hạn như mình hát nó cứ mình biết mình diễn tả sao, mình không có được cái mình sự muốn tự do là, tuyệt đối. Chẳng hạn như mình muốn là thắm thiết, ví dụ đi, âu yếm cái người partner của mình, cái người hát chung với mình, nhưng mà cái người đó thì là mới quá hoặc là thế nào đó, họ không tương tác lại, đó, không đó, interact lại với mình, hoặc là cái người đó họ lại không có những cái như là của Như. Cái diễn xuất của họ lại nó có những cái nó bị cứng hơn, thế là họ kéo mình, họ làm cho mình bị cứng theo, họ làm cho mình bị cứng theo, thế là xảy ra. Bởi vậy mới có cái chữ đơ. Hát xong cái này vô đơ quá hả? Nhưng mà Như ơi, cái cảm giác hát song ca với cảm giác hát đơn ca nó khác nhau như thế nào? Nó khác nhau nhiều. Tức là đơn ca đó là một mình, một trời, một vực, một cõi. Mình có thể tự mình có thể sống trong cái nhân vật, trong ca khúc đó mà mình không cần phải ngại ngần, với điều kiện mình phải sống thật với nó và mình thể hiện mình là người trong cái vai diễn, trong cái ca khúc đó. Mà nếu mà nó khác song ca, phải cần có cái sự tương tác với nhau giữa người nam ca sĩ hoặc người bạn diễn của mình, mà phải ăn ý với nhau thì mới thể hiện được trọn vẹn như anh Đình đã nói, nếu không thì nó bị thiếu hụt lắm. Và giống như là Miu diễn xuất với một bạn diễn mà Miu không đồng cảm, không tìm thấy ở họ, thì Miu đập đầu vô tường chết. Miu chỉ đọc diễn đúng không? Miu muốn đập đầu vô tường chết luôn, chưa còn Miu không biết, không muốn rút súng bắn cái đứa đó. Cũng may là mình chưa rút súng bắn mình. Vậy là đêm đó là Như sẽ song ca với hầu hết khách mời, đúng rồi,
Và cái điều đó có làm cho Như mệt không, khi mình phải thay đổi cái chemistry của mình liên tục trong đêm? À, cũng có chứ Miu. Nếu mà nói không có thì cũng không đúng. Bởi vì có những vị khách mời lần đầu tiên mình mới được cộng tác, mình mới được làm việc, cho nên cái cảm xúc nó sẽ khác rất nhiều. Chẳng hạn với Mạnh Đình, anh Mạnh Đình thì đã quá hiểu nhau. Một ánh mắt nhìn từ cái dòng nhạc thôi, một cái nét nốt nhạc vừa mới bắt đầu là đã hiểu mình nên làm gì, cần gì và như thế nào với người bạn diễn của mình. Một cái nắm tay nhẹ nhẹ thôi, một cái ánh mắt thôi, mình hiểu. Nhưng mà nếu với những người mà các bậc cô chú hoặc các vị khách mời lần đầu tiên trình diễn thì nó có hơi cái sự ngỡ ngàng. Vậy là đêm 12 mình sẽ có bao nhiêu cái đầu tiên? Đầu tiên với cô Lệ Thủy đúng không? Đúng, à, đúng rồi. Lần đầu tiên tiếng hát Như Quỳnh sẽ phối hợp với lại nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Gần như hết luôn đó, chỉ có anh Mạnh Đình thôi. Ủa, vậy là hả? Người duy nhất là chỉ là có một tình cũ duy đúng nhất rồi, à? Đúng rồi, một người tình này thôi. Là tình cũ như vậy, còn là bà là lan trạ nguyên đêm đó, lằng nhằng mới cả tất cả lằng... xin Miu đó rồi đẩy hôm nay đẩy chị dẫn vô cái bờ vực đẩy chị leo lên leo lên coi xuống đẩy không thương tiếc luôn vậy đó. Vậy là Bằng Kiều sẽ song ca với anh Bằng Kiều và Tố Mi Lương Bích Hữu có hay muốn nói em hả? Trấn Thành song ca luôn đúng rồi. Trấn Thành, Lương Bích Hữu, Tố My, Dương Triệu Vũ. Dương Triệu Vũ, Mai Tiến Dũng. Mai Tiến Dũng. Đó. Bà là quá lăng nhăng này. Quá lăng nhăng á. Hôm nay anh mới hết hồn nữa chứ. Không cho hát chung nữa. Kinh. Cái xong show anh em mình quay bà lại, bắt bà trả lời một câu hỏi rất khó là chấm điểm bạn diễn hôm nay. Đúng rồi. Đúng rồi. Ai làm cho Như ấy thoải mái nhất rồi xong mình sẽ công bố ra cái xong rồi mấy đứa kia sẽ không nhìn mặt bà luôn. Không thì bây giờ phải là vui lòng mọi người chứ, phải làm vui lòng mọi người thì nói là không ai Như Quỳnh cũng sẵn sàng. Nhưng mà mình sẽ quay bà vô cái phòng kính không có ai theo dõi rồi mình sẽ bắt bà phải nói sự thật là phải chỉ chấm được phép chấm một chàng duy nhất trong đêm. Trời khó quá Miu. Khó quá. Thì Miu làm cho chị coi như là người phụ nữ đi qua bao nhiêu cuộc tình nó phải có cái cuộc tình sâu đậm nhất. Hay là Như lại là thuộc cái kiểu là một cái người bạn diễn lạ hơn một tạ cái người bạn diễn cũ. Cũng có đấy. Ham cũ mới đúng không? Ai làm cho Như hào hứng nhất khi kết đôi vào đêm 12? Hào hứng nhất hả? Là sao? Hào hứng hồi hộp mà vừa run vừa sợ mà vừa thích ấy. Thế là chắc có lẽ là Trấn Thành. Trấn Thành. Tại vì mọi người đều nghĩ Trấn Thành là vai trong cái vai trò là người MC. MC. À. Đâu có nghĩ là Trấn Thành cùng là phối hợp trên cái Trấn Thành luyện một cái mạng rất nghiêm túc luôn, một cách rất nghiêm túc luôn. Nhưng mà dòng nhạc gì? Nhạc trữ tình. Yêu là lòng bâng khuâng. Nhớ hãy quên một chiều thu em, gió em đưa giạt rào che thưa, lá rơi 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 tà tơi. Có một chút xíu màu trác táng của blues ấy nhỉ. Đúng rồi. Loãng mạn. Loãng mạn rồi. Rồi à, đúng. Nếu như vậy thì quả là sự kết hợp giữa tiếng hát Như Quỳnh và Trấn MC Trấn Thành thì sẽ đáng để trông chờ. Trấn Thành thì đặc biệt là rất là yêu thích jazz, blues, fantasy dữ lắm. Đúng rồi. Trời ơi, mình sẽ đáng để coi. Quỳnh đang cũng hồi hộp quá trời. Thấy anh đó Miu không? Bây giờ ánh mắt của anh Đình là bắt đầu quăng qua những cái ánh nhìn là không có thiện cảm rồi. Dạ, nó bỏ dòng quá. Hai người đi song ca đi, anh song ca với Miu. Bỏ dòng quê hương, coi như anh cũ rồi, anh hiểu không? Đó, anh cũ bỏ rồi. Nhỏ kìa trời. Bắt gặp quá tan nha Miu, bỏ nhỏ anh Đình nha. Đó, anh biết thân phận mà. Anh ngã ra rồi đó thì. Anh biết thân phận mà. Nhưng mà như vậy thì rõ ràng rằng là đêm đó sẽ là một cái đêm rất là mệt và rất là căng thẳng. Về chuyên môn. Về chuyên môn đúng đó Miu. Tại vì mỗi một cái dòng nhạc để mình chiều cái người bạn diễn mình hát, thì cái dòng nhạc của bạn diễn của mình đó, thì đã là khiến cho Như phải thay đổi liên tục rồi. Chưa kể phục trang nữa đúng không? Phục trang nữa, đúng vậy. Thì nhưng mà sẽ là một đêm xứng đáng để chúng ta có thể nhìn thấy là anh thấy không, vài khoảng một đôi năm trước mọi người đều lo thấy Như ít hát, thấy Như yếu đi nhiều, Như mệt mỏi.
Và em nghĩ cái việc trở lại và khẳng định mình, không chỉ là với khẳng định rằng tôi vẫn đứng vững với những người bạn diễn lâu năm, với những ca khúc đã đi vào lòng khán giả, nhưng tôi vẫn đủ sức để mà oanh tạc cả những lãnh địa khác. Miêu dùng chứ oanh tạc nghe dễ sợ. Bà sẽ oanh tạc cho mọi người. Bà sẽ rải bom đều tất cả các chiến địa khác đó. Thì em mừng ghê lắm. Bản thân em là cái người rất là thương Như. Thì em mừng cho cái điều này. Cảm ơn Miêu. Đúng rồi. Anh nói đi, anh nhìn Miêu đang nhìn anh kìa. Mà anh có công nhận là có đôi khi Như làm cho chúng ta lo. Dạ. Không, đúng đó Miêu, thiệt sự là tất cả mọi người đều ủng hộ tinh thần, nhưng mà rất lo. Rất lo là không biết bà có làm được không ngày hôm đó hoặc là đêm diễn đó, bà sẽ như thế nào, dễ làm bị đau tim, làm mọi người đau tim. Đôi khi cái sự lo lắng của mọi người em nghĩ là cũng đúng thôi, nhưng mà fan chúng ta sẽ không phải âu lo quá nhiều, không phải săn đón hay là hỏi thăm Như. Chúng ta lúc này chúng ta cần những lời động viên, và có thể qua comment, qua tương tác trên Facebook, hoặc qua kênh Như Quỳnh Official, hoặc là qua chính những chiếc vé mà hiện thời thì thông tin hồi hôm bữa bà Hồng Đào bà nói là 75% là bà nói lố, chúng ta đã có được 70% lượng vé của khán phòng Hòa Bình được bán ra, và hiện thời còn một số lượng vé ở cái phần giữa với cái mức giá là 500.000, và một số vé Diamond và VIP vẫn còn. Thì Miêu tin rằng là cái cách để mà động viên Như để đi qua, mình hãy coi đêm 12 là một thách thức về nghề và về cả sức khỏe của Như nữa, và liều sinh tố bổ dưỡng nhất cho người nghệ sĩ đó là những chiếc vé, những chiếc đĩa CD được bán ra. Không có cách nào nói yêu, nói I love you với nghệ sĩ mà họ có thể cảm nhận được với tất cả lòng biết ơn bằng chính cái hành động lại ủng hộ các chương trình và các sản phẩm của họ, đúng không chị Như? Đúng vậy. Được. Cảm ơn Miêu đã nói hết nỗi lòng của Như Quỳnh, và chỉ mong với những cái sóng gió nó sẽ qua đi, và Như Quỳnh vẫn đứng vững trên sân khấu như mọi người đã từng thương yêu, chỉ biết nói vậy thôi. Sao nào, ai sẽ là người song ca ăn ý nhất thì khó, chứ ai song ca thâm cung nội chiến kinh quá. Song ca thâm cung nội chiến là sao mọi người? Anh nói đi. Anh giải thích sự thâm cung nội chiến. Anh không hiểu. Mọi người khen là có anh Mạnh Đình là chị Như Quỳnh trò chuyện thoải mái hơn rất nhiều nè. Đó, thấy chưa? Rồi có người thôi rồi anh ơi. Rồi. May Wrongly nói bà Như hát song ca với nam ca sĩ nào em đều cảm thấy rất tình ạ. Trời chết. Chết chà. Anh chả có gì đặc biệt hết anh. Vậy là không phải chỉ riêng một mình anh hả? Lại anh chị hát Hẹn Hò Đêm Trăng. Đó. Anh chị hát Lý Diêu Bông. Đó đúng rồi. Anh Mạnh Đình diễn như không diễn. Thấy chưa? Còn bà Như tai nạn nghề nghiệp vẫn tạo trend. Ai đạp lại nữ hoàng cha. Tai nạn nghề nghiệp. Fan mà sao mà... À... fan nhắc là MV chị hứa đầu mùa 2022 đâu chị? Trời, lại tiếp tục tại Miêu nó nói cái gì tại Miêu nó nói lại tôi đâu có nói tôi đâu có gài cái gì đâu cái fan nhắc cái ta rõ ràng luôn. Nhỏ lẽ bán gì vậy em? Nhỏ lẽ bán gì vậy? đang làm thực hiện. Ghê quá đủ. Đang thực hiện. Dễ thương. Đang thực hiện. Đang thực hiện. Dạ. Một ngày không xa sẽ trình làng. Ôi trời ơi, Kevin Lee Woodle một lần nữa. Xưa nay Như với anh Mạnh Đình thôi, Như hát với ai tôi cũng ghen hết. Đó, thấy chưa? Anh thỏa mãn chưa? Anh thỏa mãn. Là anh còn có người vẫn ghen nhầm. Nói chung là hôm đó về thâm cung nội chiến á, là mình sẽ có một cái hậu cung. Và trong cái hậu là Như sẽ mỗi bài là giống như là đi vòng vòng đi thị tẩm. Miêu ác Vinh Quỳnh. Và sau khi mà hoàng thượng thị tẩm rồi thì ngài ngự sẽ review cho chúng ta biết là món nào ngài ăn vừa miệng nhất ạ. Anh chỉ nhớ có một lần rất là vui. Trong một cái dancing có cái cặp anh đứng trên sân khấu anh hát thì có cái cặp thì cũng anh chị đang cứ vậy nha, nhảy tới gần gần tới sân khấu.
tôi chỉ thích cái Mạnh Định với như Quỳnh thôi, ok. Thế luôn à? Trời ơi, đó. Cứ hét lên cho bằng được á. Đang vui hát đó. Gì, hả? Dạ cái gì 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 hả? Tôi chỉ thích cái Mạnh Định với như Quỳnh thôi. Đang kêu Vũ dưới hả? Ừ, đang kêu Vũ dưới. Em lại tưởng anh đang nói về trong cái show mà trình diễn quay hình. À, anh không. Ở trên sân khấu. Trên sân khấu anh đang hát, anh đang hát trong một cái chương trình. Anh nhìn thấy anh chị đó nhảy. Anh chị đó nhảy. Mà cứ một hai. Mà là... đêm đó là ông đang hát một mình hay đang hát? Anh đang hát một mình. À. Mà sao họ cứ vẫn khẳng định là tôi chỉ thích Mạnh Định với như Quỳnh thôi. Hét lên như vậy. Hét lên như vậy á. Anh có giật mình không? Ừ? Anh có giật mình đúng không? Nghe được vô hả? Dễ thương. Dễ thương, rất là dễ thương. Ừ? Có cái nhiều người đã, họ yêu là họ chọn yêu cả cặp. À. Và họ họ thương quá cho nên họ sẽ dãy nảy, họ giận hết. Đôi khi mình đổi bạn diễn là họ giận luôn đúng á. Đúng rồi đó, đúng rồi. Anh cũng bị vậy đó hả? Có, vấn đề đó. Đó là họ... họ à, những, là tôi chỉ có thích ông hát với như Quỳnh thôi. Thần tượng đó, đó, đó gọi là thần tượng của mình đó. Nhưng mà coi như là... gọi là fan hả? Fan, fan yeah. Chỉ, là, họ chỉ... họ, họ chỉ thích cái cặp đó thôi. Ờ. Ừ. Thích, coi như là như Quỳnh sau này có hát với là Trường Vũ hay gì gì đó. Trường Vũ Thế Sơn. À đó. Rất là nhiều. Họ, họ vẫn không thích. Em hy vọng là anh Trường Vũ và anh Thế Sơn đang xem chương trình. Thì và anh cũng khẳng định với Trường Vũ với Thế Sơn là như anh Trường Vũ nghe đây. Nói đẹp lắm đấy. Biết. Ra khó như quỷ. Anh thì anh với Miu sao mà hợp ý quá. À. Anh mới chừa đường để cho em còn đi tới luôn. Thì đó, đó là chứng minh, đó là chứng minh rồi cái gì đó. Đó hai cái cặp, mấy cặp cứ đứng ở trước mặt anh nhảy nhảy nhưng mà vẫn gào lên. Nhạc thì nhạc nhưng vẫn gào lên cứ vậy đó. Thì đó là, đó là do là quyền chọn lựa của khán giả. Ừ. Nói vậy chứ vẫn tiếc nhờ, vẫn tiếc nhờ show này để mà có đầy đủ mặt tất cả những anh mà đã từng đi qua, chiến qua. Đi qua đời. Đã đi qua đời, đi qua đời. Người đi qua đời tôi. Thì đương nhiên là ở trên sân khấu với ánh sáng, với âm nhạc, với biểu diễn của chị Như Quỳnh, mọi thứ rất là kỳ vĩ. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng là cái nơi mà gay cấn và thú vị nhất đó là trong hậu đài. Đó là giống như cái hậu cung của Như Quỳnh, tất cả các anh ngồi với nhau. Ừ. Và lúc đó chúng ta sẽ chứng kiến là anh Mạnh Đình còn chỉ vào mặt anh Trường Vũ biết. Trời ơi. Anh Vũ đừng giận em nha anh Vũ nha. Em không hề có ý đó. Không, mà Như không có ý đó nhưng mà bà gài ông Mạnh Đình vô đây. Anh Mạnh Đình được ngồi đây ngày hôm nay là bà trao cho anh Mạnh Đình cái quyền để nói vậy với anh đó anh Trường Vũ. Anh nghĩ như thế nào, anh thấy như thế nào, anh comment vô cho tụi em biết. Anyway, đây sẽ là cái lần gặp gỡ cuối cuối cùng với fan qua livestream vào hôm qua. Miu tiếc quá, Miu rất là tiếc. Đêm nay cực kỳ vui và đã đồng hành với mọi người qua 3 buổi livestream. Chương trình ngày hôm đó thì các bạn không đến được, các quý vị khán giả ở xa thì xin dõi theo. Tại vì chương trình sẽ được thâu live tại chỗ và sẽ sau này sẽ air, sẽ phát lại ở trên Như Quỳnh Official. Và chúng ta có thể đón xem. Và cũng vì cái điều kiện thu hình tại chỗ cho nên rất mong là các khán giả đã có vé sẽ có mặt vào đêm hôm đó. Chúng ta không có ghi hình cái show này, một mình tôi spoil thôi được rồi ha. Mấy bà đừng có spoil vì cái việc mình ghi hình hay là mình tặng hoa cho nghệ sĩ khi mà đang biểu diễn sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái sản phẩm cuối cùng của chị Như Quỳnh mà tất cả chúng ta yêu mến. Thì chúng ta sẽ cố gắng bảo đảm để cho cái suộc đó sẽ được phát lên trơn tru tốt đẹp và tất cả chúng ta đều có thể thưởng thức đêm không thể quên được, đêm The Best of Như Quỳnh. Cảm ơn Jackie Miu một lần nữa. Cảm ơn những cái cái buổi livestream mà Miu đã bỏ công, bỏ hết tất cả những cái công việc tạm gác qua để đến với Như Quỳnh cũng như tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ. Không biết nói cái điều gì để mà nó gọi là to lớn. Vẫn mong hai chị em chúng mình vẫn còn làm việc dài dài. Em lúc nào cũng ở đây. Cảm ơn Miu thật sự. Sau này các chị còn show kêu em. Okay. Anh nhớ nha. Ok. Anh Đình nói gì với khán giả trước khi gặp lại nhau vào đêm 12 nè. Thì Mạnh Đình cũng là chỉ có một câu ngắn gọn là nói ngắn gọn nhưng mà lá hùng cũng dài lắm. Ok vậy. Lâu lắm rồi. Mạnh Đình mới được đứng lại, đứng chung sân khấu với lại Như Quỳnh.
Tại vì vì quý vị cũng biết đời nghệ sĩ thì nay thế này mai thế khác, kết hợp rồi cũng có lúc lại là tan rã và lúc, rồi xong rồi lại kết hợp lại, cái đó chuyện đời mình không biết được. Ví dụ chẳng hạn như là tại sao mà Mạnh Đình lại bằng lòng cho Như Quỳnh hát chung với lại Trường Vũ đó. Là vì đó cái hoàn cảnh bắt buộc là Mạnh Đình lại ở một nơi này, Như Quỳnh lại ở một nơi kia đó, cho nên là mà bây giờ nó là cái cuộc đời mà nó tan rồi nó hợp đó, thì bây giờ coi như là bèo giạt mây trôi, xong bây giờ lại trôi đó, rồi bây giờ lại trôi về với nhau. Đó là Mạnh Đình rất là vui là cái show này Như Quỳnh tổ chức tại Việt Nam, mà lại là quý vị cũng hiểu rằng là sau 2 năm đại dịch rất là Mạnh Đình phải nói là rất là khốn khó cho cả thế giới, chứ không riêng gì đất nước Việt Nam của chúng ta, con người Việt Nam của chúng ta. Thì mà hôm nay lại tự nhiên anh em lại được gặp nhau, lại về lại quê hương và để kết hợp với nhau để làm một cái chương trình lớn, thì Mạnh Đình cũng rất là vui, rất là vui và rất là coi như là hân hạnh được đứng cạnh cô em mà từ bao nhiêu năm qua mà quý vị những fan cũng lúc nào cũng nhớ đến cái hình ảnh của Mạnh Đình và Như Quỳnh. Là chúng tôi chỉ thương có và chúng tôi chỉ thích có Mạnh Đình và Như Quỳnh thôi, là vì hai cái giọng này hợp với nhau lắm, rồi hát với nhau lại ăn ý lắm, rồi diễn xuất lại hay lắm, gì đó đại khái nhiều cái lắm. Thì chính vì thế mà hôm nay lại bèo giạt mây trôi, làm sao thì chúng tôi lại tự nhiên thì các mớ bèo này bây giờ lại tự nhiên lại về lại với nhau. Thì đó là một điều Mạnh Đình rất là vui, và chỉ mong rằng là sẽ quý vị đến đi, quý vị đến với lại anh em của chúng tôi vào ngày 12 tháng 11 cuối tuần này. Dạ vâng. Dạ, cuối tuần này để xem lại những cái kỷ niệm, coi lại những cái kỷ niệm mà từ trước bây giờ là chúng tôi đã có với nhau, anh em đã có với nhau, từ cách diễn xuất cho đến cái tình cảm ở bên ngoài hay là gì thế nào đó, thì là được thể hiện ở trên cái trên sân khấu, trên ánh đèn sân khấu. Thì quý vị xin mời quý vị đến với lại chúng tôi. Đó là một lời cuối cùng trước khi chia tay quý vị, để gặp lại quý vị trong show 12 tháng 1 11 sắp tới. Một khi chúng ta đã yêu mến tiếng hát nào, chúng ta sẽ không bao giờ muốn những lời nói hay lời hát của tiếng hát đó là những tiếng nói cuối cùng, những tiếng hát cuối cùng, không bao giờ cả. Cũng như vậy, khi anh Mạnh Đình nói đó là những lời cuối cùng gửi đến quý vị khán giả, tôi không đồng ý. Cũng như là vì sao mà anh Trường Vũ lại có cái cơ hội được bước vào cuộc đời của chị Như, đó là nhờ anh Mạnh Đình ở một nơi, chị Như ở một nơi, và đó chính là hoàn cảnh mà khán giả Mộc Miên đã nêu đến trong lời đề nghị, một vài câu, một miếng thôi của ca khúc Nhà Anh Nhà Em. Nè thấy không? Lái ghê quá. Đang tình chúng ta tiếp. Nè yêu cầu nè, nhà anh nhà em nè, rõ ràng là hay tuy không? Xa mà hay người quá, gần mà xa nè, hát một câu đi dạ. Đúng ha, đúng là tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Tuy gần mà xa đó, bèo giạt mây trôi đó. Cái bài đó là bị ứng vô hoàn cảnh của hai người luôn đó. Tôi đang lúc xúc động phải hát miếng nữa đi. Nữa. Cho miếng rồi. Miếng nữa đi. Cho miếng nữa đợi. Miếng nữa đi. Thôi để dành đi, nãy giờ hát rồi. Thưa quý vị, theo như dự đoán của Trang Miêu, khi một khi Như Quỳnh đã nói để dành, có nghĩa là ca khúc Nhà Anh Nhà Em phải rất có xác suất cao sẽ xuất hiện trong show. Đúng thế không? Xuất sắc là hay đó, đúng rồi. Và đặc biệt là những cái bài mà quý vị nghe, bài nào sẽ được hát trong cái show đó, nhiều khi biết đâu được người đó có thưởng. Thưởng gì giờ, phải hứa cho người ta rồi phải nói nè. Nè, mọi người đang đoán là Ra Duyên Anh Cưới Em nè, Ly Nam đoán Ra Duyên Anh Cưới Em nè. Chết rồi chưa? Lại thêm bài đó nữa. Chết chưa? Ủa, Mạnh Đình ơi, vợ Mạnh Đình lấy nhiêu vậy? Xong bài hát Ra Duyên Cưới Em là người ta gọi đến, khán giả bầu show gọi tới. Ủa, Mạnh Đình lấy giá bao nhiêu trong cái show sắp tới? Rồi còn vợ Mạnh Đình là lấy nhiêu? Ủa, vợ Mạnh Đình là ai? Là Như Quỳnh đó. Kết hợp một cách tự nhiên. Muốn cho ai lấy ai là kết tự nhiên. Trời ơi, coi khán giả nói nè, hai danh ca livestream toàn tấu hài, chủ nhà thì thành khách mời, chuyên dài khách mời. Đủ. Đêm nay vui quá.
tất cả mọi thứ còn ở phía trước. Bài nào sẽ có mặt bây giờ thì Miu nghi là sẽ có bài Nhà Anh Nhà Em. Mọi người để biết được có hay không thì mọi người sẽ mua vé đến và ủng hộ chị Như, anh Mạnh Đình và Miu xin tạm biệt quý vị khán giả và mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau dưới hàng ghế của khán phòng Rạp Hòa Bình đêm 12/11 show The Best of Như Quỳnh. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Bye. Chưa hô cắt.